bảo anh chỉ cầm mỗi này thôi. Ôi anh Tiến đã được một quả rồi. Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình đi chợ mua được nải chuối này mọi người này. Bây giờ mình nghĩ ra một cái trò này hay lắm để cho các em đi chơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị xong rồi mới gọi các em ra nhá. Mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ gọi các bạn nhỏ ra nhá. Các em ơi. Dạ. Ra đây chị cho chơi này này. Ôi giời ơi. Nó chuối nổi lênh bềnh trên mặt nước vậy. Cái gì đấy chị? Nhìn xem nó là cái gì đấy. Quả chuối. Quả chuối này để làm gì? Chuối quả. Ừ, chuối quả. Chuối quả này để làm gì? Để ăn. Để ăn à? Nhìn xem như này ăn được chưa? Chưa. Chưa. Sao chuối lại thả vào chậu nước làm gì với chị? À, đây bây giờ mấy chị mới phổ biến này. Bây giờ các em tập trung đây lục nhá. Không không lục chuối, bây giờ mình chơi trò này nhá. Trò chơi được mang tên cạp chuối dưới nước. Biết dùng gì để cạp chuối không? Mồm. 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 À đúng rồi, bảo ăn rất là giỏi luôn. Chị anh thử bảo dùng tay làm gì mà cạp được chuối. Chỉ có mồm mới cạp được thôi. Nào bây giờ chị phổ biến nhá. Chúng ta sẽ phải dùng miệng của mình, dùng mồm của mình ấy, ngoạm quả chuối này. Hiểu chưa nhở? Ngoạm quả, không được dùng tay nhá. Ngoạm quả chuối này để thả ra rổ của đội mình. Nhớ chưa? Hiểu cách chơi chưa? Nào bây giờ mình nhỏ thì mới nhỏ nhá, to thì mới to. Bây giờ bông với iPhone thi trước nhá. Được chưa? Đồng ý chưa? Rồi hai anh chị lớn đứng ra đây để đứng sang hai bên để cổ vũ cho hai bạn nhỏ nào. Nhanh nào, hai bạn đứng sát vào đây. Nhớ là không được dùng tay nhá. Hai bạn không được dùng tay nhớ chưa? Này, mách cái tí này này. Nhớ phải nín thở để ngoạm chuối nhá, đừng có hít là lấy nước nó vào mồm nhớ chưa? Hiểu chưa? Rồi ạ. Ờ nào sẵn sàng chưa? Hai bạn nhớ là cặp để vào chuối vào hai cái rổ này nhớ chưa? Nhìn thấy rổ của mình chưa? Rồi ạ. Rồi. Thời gian của chúng ta thi trong vòng 7 phút, hoặc là đội nào mà cặp được chuối nhiều hết chuối trong cái chậu này thì đội đấy sẽ giành chiến thắng. Các bạn hiểu chưa? Rồi ạ. Nào sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào 1 2 3 bắt đầu. À, không được dùng tay. Không được dùng tay. Không ai được dùng tay. Nào. Cố lên nào, cố lên nào, không được dùng tay nhá. Cạp đi, lấy mồm mà ngoạm, không được dùng tay. Không được chạy tay. Đánh. Chết bẩn. Nào, chỉ cầm một chậu thôi, chỉ cầm một thanh chậu thôi. Nào, cố lên. Đẩy đẩy chuối lại đây thôi, chứ không được dùng tay để nâng quả chuối. Nào, cố lên. À, không được dùng tay. Dùng nào? Dùng tay. Không được dùng tay, chơi như thế là không sạch nhỉ? Đấy, cố lên. Người ta ngoạm mạnh vào, lấy hơi. Chị em cách này này, sao chuối. Ôi, sao lại đưa cả bụng vào đấy vậy? Ở đây, vào đây. Tì vào đây đây. Cố lên bông nín thở đi. Không được chơi ăn gian nhá. Không được chơi ăn gian. Đâu nó đẩy nước. Cố lên, cố lên. Không phải. Cứ há cái mồm to ra. Ôi, hai bạn này giỏi quá. Mỗi bạn đã được một quả rồi. Cố lên, cố lên. Không được cùng tay, không được dùng tay. Dùng tay là đuổi khỏi vòng chơi luôn. Cắn, cắn như này. Cố lên. Đó, đúng rồi, phải đi ven. Ôi, bá giỏi thế nhờ, được hai quả rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Nào, cố lên, cố lên. Hay. Giỏi. Nó ngậm vào cái đầu. Ơ, bảo ăn. Ngậm vào cái cuống này này. Ngậm vào cái cuống này này. Thôi, được rồi, đấy, yên đấy. Đấy, nào. Ngậm vào cái cuống. Đúng rồi. Ngậm vào cái cuống, đẩy lên. Đừng có ngậm vào quả, ngậm vào cái cuống. Hẩy lên, hẩy lên. Hẩy lên. Hẩy nó ra được mà. Cố lên. Hẩy ra. Lấy tay hẩy được mà. Không được lấy tay chứ. Lấy tay hẩy nó ra đây. Ôi, bảo ăn. Đắm thầy. Nào, bảo ăn, cố lên. iPhone giỏi thế nhỉ? Anh cái cuống này này, cái kính này này, cái dài dài đây đây đây. Đây. Im im để yên em làm. Hay. Bảo ăn nhá. Bảo ăn trên bàn này không cho bạn ăn chơi nữa đâu. Không. Chơi thế thì nhanh hết chuối lắm. Ăn vào cái cuống nghe chị đi. Các em ăn vào cái cuống đi. Nào, cố lên. Cố béo. Bảo ăn. Anh xem bạn.
Đây, cái cho mày. Đâu nào cũng được, nó bé mà. Đâu nào cũng làm được. Tí đổ lưng trộn nước này. Bà An ơi, có làm này không con ai chơi. Con mà. Ừ. Người ta ngoạm, ngoạm miệng mà. Ngoạm không phát là được. Cái răng của em đâu. Cái răng đâu. Thầy lên. À, bà An. Thầy sao? Bảo An nhá, bảo An như này là bảo An loại khỏi cuộc chơi bây giờ. À. Nào. Nhảy qua đi. Ôi. Để không cho bảo An chơi nữa. Không cho bảo An chơi nữa bây giờ, để im, để yên chị em chơi. Ôi. Mồ hôi này. Ôi mồ hôi này. Kiếp ướt sũng rồi. Cố lên. Sắp được rồi, sắp được rồi. Ngọt ngọt vào cái đầu, ngọt vào cái đầu. Má, quả chuối này. Ôi dồi ôi, quả chuối nó đi đâu rồi. Thấy nó vào, thấy nó vào. Được rồi. Cố lên. Bốn quả ở đây không ơi. Cố lên, cố lên. Kệ. Cứ dần, dần dần. Không được vội, vội là hỏng. Cố lên, cố lên. Sắp được rồi. Con nhìn, đây này. Cắm cái đầu đấy. Tay, tay bà. Tụi em có cách được một quả làm rơi chưa? Ờ, nhưng mà không được lấy tay. Đây này, nó đang ngóc lên đây này, cục vào đấy. Ý dồi, đấy, lấy cái lấy đẩy lên. Đấy, đấy, được rồi. Được rồi, đi. Dâng lên, dâng lên. Không được dâng. Không được dùng tay. Chim. Không kệ nó. Chỉ được lấy mồm, lấy mũi, lấy mồm, mồm đẩy lên thôi. Thở. Cứ há mồm nhiều như vậy làm gì? Thấy một cái là mình đấp luôn nhỉ? Đây. Nhanh lên. Tay. Thôi nó đẩy luôn là nó. Ngu. À quên. Biết từ đấy chả đấy. Cố lên. Đi lên bà An, cố lên sắp được. Bà An cố lên, bà An cố lên sắp được rồi. Cố lên, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đây này này là ok. Đây nó chổng lên kìa, nhanh chứ chứ. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi dồi ôi. Ôi, iPhone siêu thế. Ôi. À, cái hôm đó khó khăn nhỉ? Thở hồng 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 ấy nhỉ? Ôi, bà ăn hết rồi. Ôi dồi, ướt hết rồi. Thế mới mát chứ nhỉ? Có là con nóng hết cả người ấy. À, nóng hết cả người ạ. Quan sát qua một vòng chơi, bảo An đã cặp được hết cái số chuối trong chậu rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3 4 5 6 hết rồi, 6 giờ. Bà An đã được 6 quả chuối. Nào, của iPhone nào. 1 2 3 4 quả. Hết rồi à? Ồ. Qua vòng chơi thứ nhất, người giành chiến thắng chính là bà An. À, người giải nhì đó là iPhone. iPhone, iPhone đứng đây nào. À, qua cuộc cái trò chơi này iPhone cảm thấy nào, chơi cái trò này có dễ không? Có dễ không? Có ạ. Có à? Nhưng mà hơi khó. À dễ nhưng mà lại hơi khó các bạn ạ. À. Con được 2 3 quả chuối xong rồi lạ thôi ạ. À thế, thế à? Thế thì vòng sau mình cố gắng nhá. Vâng. À được rồi, hai bạn bây giờ hai bạn nhỏ sẽ đứng ra đây cổ vũ cho hai anh chị lớn nào. Đang sướng rồi. Nào, bây giờ hai anh chị lớn vào đây. Đi là quên bài. Hai anh chị lớn vào đây. Chuẩn bị nhá, không ai được thò tay, cắp tay ra đằng sau. Bây giờ hai bạn lớn sẽ cắp tay ra đằng sau. Nhưng còn mà tí chị ơi, tí là nó xa quá thì mình được đẩy vào đây. Thì lúc đấy ấy sau lúc đấy chị khác đẩy nhá. Không ai được lấy tay của mình để dùng vào đây. Tay ai mà ướt là người ấy thua đấy. Được. Nhớ chưa? Hai bạn nhỏ giữ hai cái rổ được chưa? Nào, sẵn sàng chưa nào? Ok. 1 2 3 bắt đầu. Tay cắp ra đằng sau. Tay cắp ra sau. Anh đến cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cắp đuôi, cắp đuôi. Không được đẩy. Anh thử bảo An chỉ cầm mới này thôi. Ôi anh Tiến ăn được một quả rồi. Anh Tiến giỏi quá. Ôi anh Tiến. Anh Tiến được quả rồi, thưa cố lên. Không được cười, cười là thua bây giờ. Nhanh lên. Tiến cầm nhanh vậy. Ôi anh Tiến cầm giỏi thế nhờ. Cố lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh. Ngoạn, quặng một phát nào. Ôi ôi, anh Tiến được 4 quả rồi. Nín thở, đừng có hít là hít phải nước. Không được chơi tay nhá. Nào, cố lên.
Anh Thư cố lên, Tiến sắp hết rồi. Ôi, Tiến được 4 quả, 5 quả rồi này. Ôi ơi. Người ta phải lấy, đẩy cho nó chạm vào để mà lấy chứ. Bông, bông giữ rổ. Ôi dồi, anh Tiến. Anh Tiến làm gì đấy? Anh Tiến làm gì đấy? Tiến làm gì đấy? Đẩy đi. Cố lên, đẩy đi. Đẩy đi kìa. Nhanh để cho anh còn quặp chứ. Có bé nhanh. Chết được rồi. Bông đứng lùi ra. Bông đứng lùi ra. Đấy. Nồi kia còn 3 quả thôi. Còn nước. Nhanh lên. Quặp một phát. Ôi, anh Tiến giỏi quá. Ôi, anh Tiến làm phát ra. Anh Tiến thắng rồi. Đây là số chuối của anh Tiến đã quặp ra rổ. Ôi dồi, anh Tiến quặp nào mà sắp đứt cả quả chuối này. Ôi, toàn nước răng anh Tiến. Nào đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, của anh Thư nào. 4 quả chắc rồi. Nào. 1, 2, 3, 4. Mấy quả đây nữa? 4 quả, anh Thư được 4. Thế là vòng chơi này phần chiến thắng dành cho anh Tiến. Của anh Tiến nào. Dành như thuộc về anh Thư. Rồi. À, anh Tiến vào đây xem nào. Lúc nãy anh Tiến làm cách nào mà cặp chuối nhanh thế? Há mồm ra và làm thật nhanh. Làm như nào mà sao quả chuối nó không chìm à? Nó nổi này mà sao cặp được vậy? Wow. Em sử dụng tốc độ nhanh nên em có thể gặp được. À thế à? Nào thế anh Thư cặp chuối thế nào? À, lúc trước thì thấy nó không quen nhưng mà lúc sau thì thấy cặp được. Thì lúc đấy là anh Tiến cần cặp xong quả cuối cùng thì em đã cặp được 2 quả rồi. À thế à? Thế như có thấy khó không? Lúc đầu thì hơi khó, anh nhìn thì dễ. À thế à. Như vậy là nhìn quả chuối nổi này cứ tưởng dễ đấy các bạn ạ. Nhưng khi cặp vào chuối nó chìm xuống này này. Đấy, rất là khó luôn. Nhưng mà các bạn đã thi rất là tốt luôn. Nào bây giờ chị sẽ chia làm 2 đội nhá. Đội anh Thư với bà A một đội này. iPhone với anh Tiến một đội. Bây giờ 2 người tự cử ra một người là để cặp chuối. Còn một người giữ rổ. Ai cặp nào? Anh Tiến. Em cặp cho em cặp. Thôi em cặp. Sao mà đấu được vậy? À, ok cho iPhone nhá. Ờ được rồi. Ờ chị đi. Bỏ ăn cà đi. Kệ nào. Thế nhớ là một người giữ rổ. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Nào bây giờ đội này cử ai cặp nào? Em. Ôi em ơi. Em đi. À anh Thư đấu với iPhone à? Được rồi. Nào sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Anh Tiến với cả bông giữ rổ nhá. Rồi ạ. 2, 3 bắt đầu. Có vẻ nhanh đấy. Cố lên anh phô. Vòng. À, anh Thư vòng này rất là khéo léo qua trải qua một vòng chơi rồi. Anh Thư. Nào. Làm nhanh hơn. Đây ok. Anh Thư mà đi. Anh Thư cầm một phát được 2 quả rồi. Trải qua một vòng chơi anh Thư đã khéo léo hơn rất nhiều. Cầm một phát là được. Cố lên. Cố lên. Không được rồi, để vào đấy thôi. Thế còn anh nhiều rổ đã cố lên. À anh Thư trải qua vòng đầu tiên anh Thư rất là siêu luôn này. Cặp được 3 quả rồi. À 4 quả rồi, anh Thư được 4 quả rồi. Cố lên iPhone, cố lên. Tiếp tục. Đây cố lên. Răng thần trưởng cắn luôn. Răng thần trưởng à. Dùng răng thần trưởng nhanh. Cặp mạnh vào. Nào, anh Thư còn quả cuối cùng các bạn ơi. Anh Thư giỏi thế, anh Thư còn quả cuối cùng. iPhone cố lên nhanh lên. Cố lên. Nhanh. Cố lên. iPhone khôn lắm nha. iPhone lấy như thế là để tì được vào cái chậu các bạn ạ. Đấy, bạn iPhone bạn rất là thông minh nha. Trò chơi này ai mà xong khổ các bạn là cặp nhanh lắm. Cặp xong số chuối. Đây các bạn này. À, bây giờ vòng này mình không đếm chuối nữa mà lúc nãy mình đếm rồi. Bây giờ mình chỉ quan sát trong chậu thôi. Trong chậu của iPhone vẫn còn 3 quả các bạn ạ. Như vậy là phần thắng sẽ thuộc về đội nào nhỉ? Anh Thư. Đội nào? À đội nào iPhone? Anh Thư. À anh Thư và bà An. À đội giành giải nhì đó là anh Tiến và iPhone. Ồ này, sao lần trước mình cũng được giải nhì, lần này mình cũng được giải nhì nhỉ? Vâng, em iPhone thấy nào? Mình được giải nhì thế nào?
Thấy buồn lắm. Thấy buồn lắm à? Buồn. Vẫn chưa hài lòng à? Vẫn chưa hài lòng. À vẫn chưa hài lòng. Thế vậy trò chơi sau mình cố gắng hơn nhá. Ờ được rồi, trò chơi sau mình sẽ cố gắng hơn. Hôm nay các em chơi trò chơi thấy vui không? Có. À hôm nay trò chơi các em chơi rất là nhiệt tình các bạn ạ. Khéo léo luôn. Và trò chơi sau mình sẽ tổ chức một trò hay hơn nữa nhá. Để đội iPhone và anh Tiến sẽ cố gắng giành giải nhất nhá. Vâng ạ. Nhất trí không? Có. Rồi dê nào, mình dê một cái nào. Nào đặt vào đây để dê nào. 2, 3. Yeah. Rồi bây giờ xin chào mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Anh Thư TV của chúng mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.